Xin chào cả nhà, mình là Kyle, K Family Cuộc Sống Mỹ. Cái tên K Family Cuộc Sống Mỹ có ý nghĩa là K Family là tên chữ cái đầu của cái gia đình nhà mình. Mình là Kyle, vợ mình là Kylie và con là Carrick. Thì cả ba người đều có chữ cái đầu là chữ K, cho nên mình gọi là K Family. Còn mình đang sống ở California của Mỹ, thì mình mới đặt là Cuộc Sống Cali. Mình làm cái vlog này là để chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt của gia đình mình, cuộc sống hàng ngày, và mình cũng muốn giới thiệu những địa điểm ăn uống, những cái nơi mà mình sẽ đi tới để chơi, và mình sẽ quay những cảnh đẹp để chia sẻ cho mọi người. Chào các bạn, bây giờ đang là khoảng 7 giờ hơn Chủ nhật. Nhà mình đến nhà thờ để đi lễ và tập hát ca đoàn. Thì nhà mình lúc nào cũng đi trước khoảng 1 tiếng để tập hát ca đoàn, để phục vụ cho lễ nhà thờ. Các bạn cũng thấy là nhà thờ đã chuẩn bị trang trí Tết. Bây giờ mình sẽ dắt các bạn vào chỗ mình tập hát. Sẽ vô set up cái dàn âm thanh để chuẩn bị cho ca đoàn hát. Mình sẽ dắt các bạn tới chỗ làm hàng ngày của mình. Chỗ làm này là cái chỗ mà mình đang làm tạm thời, bởi vì cái chỗ cũ của mình nó bị cháy cách đây 1 năm. Thì hiện tại mình đang làm tạm ở đây. Thì trong vòng mấy tháng nữa mình sẽ, khi mà bên kia sửa xong, mình sẽ quay về bên đó để làm bên đó. Làm quản lý tiệm nail nha các bạn. Thì công việc thường ngày của mình là mình ngồi cái bàn trên đầu này. Mình sẽ nhận các cuộc gọi và ghi mấy cái hẹn. Lúc mà khách đông thì mình cũng làm thêm cái làm tay cho khách nha các bạn. Đó là cái công việc hàng ngày mà mình làm. Chủ nhật nên mình đi làm về sớm, rồi mình ghé Home Depot để mua ít sơn với cái đồ để về sơn lại cái nhà. Thì cho các bạn không biết về Home Depot, đây Home Depot là cái nơi mà bán đồ cho các vật liệu xây dựng cũng như các đồ trong gia đình. Nếu mình muốn xây nhà, sửa nhà hoặc là muốn mua các vật liệu trong nhà thì Home Depot là một nơi không thể thiếu nha.
Hôm nay nhà mình lựa cái màu là Silver S, màu trắng trắng bạc xíu nha. Cái màu này thì nhà mình mua 3 gallon. Sẽ anh nhân viên anh sẽ đi lấy 3 gallon, anh bỏ vô máy pha trộn thêm để cho nó ra chính xác cái màu ha. Rồi mình sẽ lấy và đem ra tính tiền. Để sơn nhà thì mình có mua thêm một số các vật dụng khác như là cái cây lăn nhà, mấy cái khay để mình đổ sơn và mình sơn. Rồi cái quẹt nhỏ nhỏ thì mình có mua thêm mấy cái đó để về mình sơn nha các bạn. Sau một ngày làm việc thì mình chỉ muốn về nhà để gặp cậu nhóc này đây. Đây là Karik nha. Karik dạo này rất là quậy nha. Ba mới mang đồ về mà Karik nó đổ đầy ở nhà nè. Chiều mua sơn với đồ về sơn nhà mà chưa có sơn được, cho nên bây giờ mình với gia đình dắt nhau đi ăn với lại uống nước nha các bạn. Đấy gọi là Hà Nội Corner. Các bạn vô mua ít đồ. Bây giờ là mình đi tới quán nước nha các bạn. Đây là quán Mirakuru. Đây là quán nước Mirakuru. Mà quán này là quán của một người bạn hồi xưa mình có quen biết nha. Thì hôm nay mình dắt các bạn vô để coi thử ở đây bán nước như nào nha. Ôi các bạn ơi, khi mình tới quán của người bạn á, thì người bạn mình mang rất là nhiều đồ uống cho mình nha các bạn. Hơi ngại mà bảo trả cái thì người bạn không lấy tiền nha. Lần sau mình sẽ tới ủng hộ. Tại vì nước ở đây rất là ngon luôn. Uống tại vì trà được pha ngay lúc mình uống á, cho nên uống rất là ngon. Đây là cái món được uống nhiều nhất ở quán nha các bạn. Đây là món cũng rất là đặc biệt của quán luôn nha các bạn. Món này không có caffeine nha, con nít có thể ăn được, ăn và uống được nha. Nó có cream, bơ, rất là tuyệt vời nha. Vậy là vlog của ngày đầu tiên của mình cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những cái địa điểm mà mình tới trong ngày. Thì mình sẽ bỏ nó vào trong phần mô tả phía dưới của video. Còn một điều quan trọng nữa là mong các bạn coi, cảm thấy thích thì nhấn like và đăng ký kênh. Một điều rất đặc biệt nữa là vợ mình sẽ ủng hộ mình bằng cách là nếu mà nhận được trên 100 subscribe thì vợ mình quyết định sẽ mua một cái mini DJI mini Tuitron của mình cho mình để mình có thể quay được nhiều cảnh đẹp hơn cho các bạn nha. Các bạn hãy nhấn subscribe để nhấn đăng ký để mình mau có một cái mini Tron nha các bạn.